tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách tạo một chương trình hàng đường tròn zigzag. Đây, trước tiên ta sẽ tạo một chương trình vào new, vào file name, rồi tạo tên chương trình, đường tròn mình lưu nhanh, đường tròn tròn dích dắt mình lưu tắt tròn dích dắt, rồi ok xong. Đó là tạo chương trình đã xong rồi, bắt đầu lưu điểm, chuyển sang chế độ trục XYZ, rồi nó sẽ vô. Rồi lưu điểm đầu tiên cho robot, ok. Rồi mình sẽ giới thiệu qua về cách thức để hoạt động của một đường tròn zig zag. Đó là một đường tròn, mình sẽ lưu mua một đường tròn và có kiểu hàng zig zag. Đó, nó vẫn giống như hàng một đường tròn, gồm có 4 điểm từ B1 đến B4. Và cách thức hoạt động của nó là nó chạy hàng zig zag. Đó. Rồi, lưu điểm đầu tiên. Chế độ hàng tròn zig zag thì ta sẽ chọn MUCW. Đó là chế độ tròn zig zag. Ok. Rồi chọn queo hàng. Ok. Rồi nó sẽ báo chúng ta là bạn có muốn chọn điểm biên độ không thì click vào Z. Dưới là nếu như không, nếu mà không muốn chọn cài đặt điểm biên độ thì bạn chọn no, no. Rồi mình chọn yes. Ok, xong điểm thứ nhất. Rồi điểm thứ hai. Điểm thứ hai là sẽ là điểm biên độ, mình sẽ chọn điểm biên độ. Đó. Điểm biên độ. Ok. Thì mặc định robot nó sẽ đưa mình vào và chọn chế độ interplay. Đó. Ok. Rồi điểm biên độ chúng ta là màu vàng và nó bảo bạn có tiếp tục chọn biên độ không. Thì mình vẫn tiếp tục chọn Z. Nó sẽ có hai điểm biên độ. Chọn điểm biên độ thứ hai. Điểm biên độ này thì mình cứ chọn tùy ý, rồi sau đó mình sẽ chọn, sau đó mình sẽ sửa được. Mình muốn sửa vào khoảng cách bao nhiêu, biên độ dao động bao nhiêu và tần số nó bao nhiêu thì mình cuối video mình sẽ hướng dẫn. Rồi. Rồi điểm cuối. Điểm cuối của một chương trình biên độ của hàng đường dắt là điểm thứ hai của đường tròn. Rồi chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chọn MUCW và chọn chế độ hàng, chọn yes, ok. Rồi nó vẫn báo nhưng mà chúng ta sẽ chọn không lưu biên độ hàng nữa, tại vì nó sẽ đã hiểu mặc định biên độ hàng lúc đầu. Rồi mình sẽ lưu điểm thứ ba. Điểm thứ ba, thứ bốn vẫn tương tự, vẫn chọn CW, vẫn chọn hàng. Rồi điểm thứ tư vẫn chọn no. Okay. Đang chọn CW, chọn well, ok, chọn now. Rồi tiếp tục điểm cuối cùng, cuối cùng để quay về góc vào độ đầu tiên.
Điểm cuối cùng thì mình vẫn chọn CW, nhưng mà mình sẽ chọn không hàng Acres. Rồi ok. Đó. Chọn nào. Rồi, tiêu điểm robot di chuyển lên, ok. Rồi xong. Đó là các bước để lưu mục điểm hàng đường tròn chính giác. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh về tần số để ép biên độ dao động nó. Biên độ dao động thì chúng ta sẽ chuyển sửa về 1.5. Ok. Chúng ta sửa biên độ dao động thì chúng ta sửa điểm đầu và điểm cuối. Đường tròn thì chúng ta sẽ sửa hết. Tất cả các biên độ thì ta sửa như 1.5 hết. 1.5. Đó là tần số dao động. Tần số dao động ép. Ok, rồi giờ mình sẽ chỉnh biên độ dao động. Đây, biên độ này là khoảng cách biên độ của cái mũi hàng của mình. Biên độ mình cho dao động bao nhiêu thì nó sẽ dao động. Đó. Thì cái này tính đơn vị là mm. Thì mình cho khoảng 8 đi. Tám mm là hai biên độ thì cái mũi hàng mình sẽ ra 16 mm. Mỗi biên độ là 8 mm. Ok. Đó. Đó là xong. Rồi chúng ta sẽ tray lại xem. Này, tray lại. Ok. Xem nó sẽ di chuyển như thế nào. Đó, biên độ nó sẽ dao động. Đó, nó sẽ di chuyển theo đường tròn và nó dao động biên độ là 16 mm. Không, này biên nó dao động 8 mm thôi chứ. 8 mm thôi. Rồi. Ok, vậy thôi, hết đường tròn vẫn vậy thì giờ mình sẽ cho nó chạy tự động luôn cho các bạn xem cho nó nhanh. Rồi, cho chạy tự động nha. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua chế độ auto. Rồi, bật servo, tắt hàng, rồi bấm start. Đó, đó. Nó sẽ dao động với biên độ mà ta sẽ chỉnh để di chuyển theo đường tròn